Chỉ mới 21 tuổi nhưng Mèo Béo đã kiếm được tiền tỷ mỗi năm nhờ sở hữu kỹ thuật chơi game đẳng cấp. Mới đây, các tuyển thủ tựa game này đã tưởng nhớ anh chàng theo một cách rất đặc biệt. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng Trung Quốc và Việt Nam đã cùng nhau chia sẻ và bàn luận về thông tin một anh chàng game thủ có nickname Mèo Béo đã quyết định kết thúc sau những mâu thuẫn về tình cảm. Cụ thể, Mèo Béo là một trong những game thủ top đầu của tựa game mobile Vương Giả Vinh Diệu và cậu cũng lấy việc cày thuê tựa game này làm kế sinh nhai chính của mình. Với bản tính chuyên cần cũng như kỹ năng của mình thì Mèo Béo có cho mình một tệp khách hàng khá trung thành và kiếm ăn cũng khá được trong một thị trường tỷ dân khá khắc nghiệt ở Trung Quốc. Trong thời gian yêu nhau, Mèo Béo đã chuyển cho cô gái tổng cộng 510.000 nhân dân tệ, khoảng 1,8 tỷ đồng. Số tiền này không chỉ chi trả vào những dịp kỷ niệm ngày Valentine, chàng trai còn thường xuyên chuyển tiền cho bạn gái để chiều lòng mọi thứ cô muốn. Khi cô gái muốn mua một chiếc vòng tay 9.999 nhân dân tệ, khoảng 35 triệu đồng, chàng trai cũng không ngần ngại chuyển 10.000 nhân dân tệ. Hay như việc Đàm Trúc muốn tiêm vaccine ngừa ung thư vú, khi hết tiền, khi đến hạn trả góp, đi du lịch cùng bạn bè. Chỉ cần nói một câu, Mèo Béo cũng sẽ không ngần ngại chuyển khoản hết số tiền bản thân kiếm được. Vào ngày sinh nhật của Đàm Trúc vào tháng 3 vừa qua, nam thanh niên đã tặng bạn gái iPhone 15. Thậm chí cô gái còn mạnh dạn xin Mèo Béo 40.000 nhân dân tệ, khoảng 143 triệu đồng, để mở tiệm hoa của mình. Vì cô gái nói không muốn yêu xa nên chàng trai đã bay từ Hồ Nam đến Trùng Khánh sống. Nhưng lấy lý do không muốn sống chung trước khi kết hôn nên chàng trai đã thuê nhà sống tại đây để được gần người yêu. Chỉ cần được sống gần em là được rồi, đoạn tin nhắn của chàng trai khiến nhiều người không khỏi đau xót. Để có số tiền lớn chi cho tình yêu của mình, chàng trai đã phải sống kham khổ trong thời gian dài. Vì để tiết kiệm tiền nên khi di chuyển từ Hồ Nam đến Trùng Khánh, chàng trai đã chọn ngồi tàu giá rẻ. Căn phòng trọ của chàng trai ở Trùng Khánh vô cùng nhỏ hẹp và đơn sơ, thậm chí không có đến một chiếc chăn. Mỗi ngày, chàng trai chỉ dám gọi những đồ ăn giá rẻ với giá khoảng 10 nhân dân tệ, khoảng 30.000 đồng, thậm chí có lúc chỉ vì muốn tiết kiệm năm hào, khoảng 1.500 đồng mà chàng trai đã hủy đơn đi đặt lại. Hình đại diện của Mèo Béo cũng có câu không muốn ăn rau, muốn ăn McDonald's. Thâm tình là vậy nhưng những điều chàng trai nhận được chỉ là sự lạnh lùng từ người mình yêu. Một giờ trước khi ra đi, chàng trai đã đặt 760 bông hoa tượng trưng cho 760 ngày yêu nhau, cùng với đó là chuyển cho cô 66.666 nhân dân tệ, khoảng 239 triệu, kèm lời nhắn đây là tự nguyện chuyển. Khi vụ việc xảy ra, một số lượng lớn cư dân mạng đã mua bánh mì kẹp thịt, trà sữa và các mặt hàng khác thông qua các nền tảng mạng về và gửi đến cầu sông Dương Tử Trùng Khánh để bày tỏ lời chia buồn. Không chỉ những cư dân mạng bày tỏ sự tiếc thương với Mèo Béo bằng việc đem hoa, món ăn yêu thích đến nơi anh chàng đã ra đi, mà ngay cả những game thủ cùng tựa game Vương Giả Vinh Diệu cũng có cách tưởng nhớ riêng gửi đến anh chàng số khổ này. Để tưởng nhớ Mèo Béo, một tuyển thủ chuyên nghiệp của Trung Quốc, nickname Pang, đã sử dụng mộng kỳ trong trận playoff KPL mùa xuân 2024, giải vô địch quốc nội của bộ môn Vương Giả Vinh Diệu. Anh chàng Pang này là người đi rừng của đội tuyển Wolf và đối thủ của họ là Kuai Sou Gaming. Dù mộng kỳ là vị tướng đã out meta từ lâu, nhưng dường như do được tiếp thêm sức mạnh từ câu chuyện của Mèo Béo, Pang đã thi đấu cực kỳ xuất sắc và giành luôn danh hiệu người chơi xuất sắc nhất của ván đấu. Hành động của Pang được cộng đồng game thủ Trung Quốc đánh giá cao, đồng thời cho rằng danh hiệu người chơi xuất sắc nhất mà anh nhận được là hoàn toàn xứng đáng. Tuy vậy, với những người am hiểu về Vương Giả Vinh Diệu sẽ hiểu ngay rằng đây là hành động tưởng nhớ Mèo Béo của game thủ chuyên nghiệp kia. Khi Mèo Béo lúc còn sống thường xuyên chơi vị tướng này đến cấp độ cao nhất, thậm chí có lúc anh đã spam mộng kỳ 8.000 trận và là game thủ duy nhất ở toàn Trung Quốc có tỷ lệ thắng 91% cùng vị tướng cực khó này.